Đại Bò Tư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2023. Bò bị trại em bò lỡ nhưng rất là đông luôn. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét cái chuồng chốt bò em ra nhà giao tận nơi. Còn bây giờ em quay riêng cái lô bò lỡ phía đây để anh chị xem dễ phân biệt. Rồi chút xíu em đang riêng có con bò ba bê rất là nhẹ tiền mà rất là đẹp luôn. Con bò ba bê chút xíu em đang bò nhẹ tiền anh chị, bò có 15.700.000, bò rất là đẹp luôn. Em giao bò 15.700.000, bò đẹp đó ha, trong tỉnh ha, 5-70 cây số. Còn hé ngoài tỉnh thì anh chị phụ ít trăm tiền dầu ha, em giao tới tận nơi cho anh chị luôn đó. Giờ em quay riêng lô bò pháp kem. Pháp kem con nào cái đòn rất là dài nha anh chị, cái đòn rất là dài, sưng to ha. Bò gì trại em rất là chuẩn bò luôn nè, bò thần ha, bò này thần hết rồi, thẳng băng hình đòn rất là dài luôn, nó đầu nó rất là to ha. Bò hấp kem hình ben anh chị, rất là đẹp luôn, đứng ngang xong đứng nhơi đó, xương rất là to luôn, đòn dài xương cối luôn đó. Bò hấp kem ha, chiều cao của bò là con bò này là 1m18 em chị, 1m18 ha, chính xác là em đo rồi đây, 1m18 bò hấp kem này nha, nguyên cái lô 1m18 phía đây nè đó. Rồi con này cũng 1m18 luôn, con bò lỡ đó, 18 có dư ha. Còn hai con này thì 1m17 nè, hai bò kem trắng này 1m17 nè đó, con này 1m18 có dư đâu rồi đó, thì bò lỡ anh chị, bò xương càng nó rất là to ha, đòn dài xương cối luôn. Lô bò phía đây là 9 tháng anh chị, bò lỡ đó, anh chị có thời gian đến với trại em xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại thì bò em nhận qua Zalo một lần nữa để anh chị xem biết chốt. Con này là con bò sám chì baby kem đó, hình rất là đẹp luôn, xương cối lưng nách chà bè ha. Bò trại em rất là bò lỡ rất là đông luôn đó, lô bò bê với bò lỡ phía đây nè, giá rất là mềm luôn nè. Đó là 19.500.000 là có anh chị, 19.500.000, 20.500.000, 21.500.000, 22.500.000, 23.500.000 có, bò rất là đẹp luôn. Rồi hôm đăng riêng một con bò rất là nhẹ tiền, rồi em ship tận nơi cho anh chị là 5-70 cây ha, trong tỉnh. Còn hết ngoài tỉnh thì anh chị phụ ít tiền dầu nha. Có con bò về, có con bò 15.800.000 mà bê rất là đẹp luôn, chút xíu em quay riêng con bò bê 15.800.000 để anh chị xem. Con này rất là đẹp luôn ha, bò ba bê đó, hình đòn rất là dài nha anh chị. Đây bò hình đòn rất là dài ha, xương to ha. Đây giá rất là mềm luôn. Bò ba bê ha, tại em giờ rất là đông luôn, em lựa lưng nách chà bè nha, xương rất là to. Em bao anh chị là diêm rúng phù khớp là không có ha, bò khỏe tỳ lỗi là không có anh chị đó, bò rất là khỏe ha. Tháng tuổi của bò là bò này cũng cứng bò hết anh chị, 8-9 tháng rồi bò lỡ đó. Còn chiều cao của bò thì trong trại em giờ là có 4 con là 1m2, còn nhiêu thì nó thấp hơn khoảng chừng phân hai phân thì 1m17-18 anh chị, cũng cứng bò hết rồi. Còn cái xe trước đó, em giao về Vũng Tàu một xe rồi, trại em giờ về bò ba bê pháp kem là rất là đẹp luôn. Con nào lấy lưng nách rất là rộng anh chị, bản đùi đóng dắt vô rất là sâu ha, đòn rất là dài luôn, xương to. Anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại tại bò em nhận qua Zalo là lần nữa để anh chị xem biết chốt. Tại bò em cung cấp đầy đủ các giống bò cho anh chị tha hồ lựa chọn con giống gồm ba bê pháp kem đó, tại bò em liên tục về trại ha. Còn bò nhỏ thì nó nhỏ hơn mấy con chặn này thì khoảng 2 chấm bò 8-10 thì cái lượng 15-16 trở lại thì bò nhẹ nhẹ tiền, lâu lâu em bắt con to rồi. Chứ còn bò nhỏ quá thì em không đem đi trại nhiều hết, bò bắt cứng bò hết rồi, dặn bự bự nè đó. Thì bò nhỏ thì lâu lâu mấy bò 12-13.500.000 rồi lâu lâu mới có một con, mình thấy nó non non quá rồi cho nên thấy cũng ngắn ngắn, cho nên bắt bò cứng bò là nhất nhất tiền là chút, còn cứng bò thì yên tâm hơn. Thì anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại đầy bò em nhận qua Zalo lần nữa để anh chị xem biết. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần nhà thờ Dòng Dầu, ở đây em tỉnh Bến Tre, em giáp ranh với Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh. Thì anh chị xem chốt 1 cặp 2 cặp mà em cũng giao cho anh chị luôn đó, giá rất là mềm luôn. Lô bò bê pháp kem, để chút xíu em đăng riêng con bò hàng huyết rất là đẹp luôn, bò bê rất là đẹp mà giá rất là mềm luôn, có 15.800.000 em ship cho anh chị 5-70 cây gì ha. Còn hãy xa hơn tí nữa thì anh chị phụ ít tiền dầu ha. Rồi cuối video em cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại, một lần nữa cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến.
Hẹn lại anh chị trong video kế tiếp. Xin cảm ơn.